Mùng 1 Tết 2024, chọn tuổi này sốc nhà, cả năm giàu nứt vách, sắm nhà, tậu xe, tiền đếm mỏi tay. Quý vị thân mến, chọn 3 tuổi này sốc nhà trong năm 2024, gia chủ sẽ phất lên như diều gặp gió, làm ăn thì thuận lợi, tài lộc thì bùng nổ, đổi đời đại gia, cực giàu, ngay từ những ngày đầu năm. Thưa quý vị, quan niệm của người xưa cho rằng, sau cái khoảnh khắc giao thừa giữa một năm cũ và một năm mới, là một cái khoảng thời gian thiêng liêng, mọi thứ, mọi việc trong năm đều hoàn toàn mới, biểu thị cho một khởi đầu mới. Chính vì vậy mà gia chủ thường cầu mong đầu xuôi đuôi lọt. Các cụ nhà ta có câu nói không sai, có thờ có thiêng mà có kiêng ấy, thì có lành. Đầu năm mới vui vẻ thì cả năm sẽ ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc. Và trong năm mới ấy, thì người đầu tiên đến nhà chúc Tết là rất quan trọng. Tốt nhất vẫn là người hợp tuổi, hợp mệnh với gia chủ. Gia chủ sẽ sắp xếp người khách hợp tuổi đến sông nhà vào sau cái khoảnh khắc giao thừa hoặc là trong buổi sáng ngày mùng 1. Mang theo cái quà Tết và lì xì để phát cho trẻ em trong nhà, kèm theo những lời chúc tốt lành tới gia đình, gia chủ. Và gia chủ sẽ vui vẻ đón nhận những cái món quà Tết đó và đáp lại một cái lễ tương tự cho khách. Mọi việc có thể diễn ra được nhanh chóng hay không ấy, tùy vào cái thời gian mà khách ở lại nhà của gia chủ, đúng không ạ? Như vậy là đã hoàn thành xong cái thủ tục xông đất đầu năm. Vậy chắc hẳn ai ai thì cũng đều quan tâm đến cái tuổi xông đất, xông nhà trong năm 2024, nó Giáp Thìn đúng không ạ? Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về chi tiết, đúng không ạ? Từng con giáp, trong 60 con giáp thì từng tuổi sẽ chọn tuổi nào là tuổi xông nhà cho mình để cầu mong có được cái sự may mắn bình an. Đó. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, nói chung ấy, đầu tiên thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách chọn tuổi xông đất xông nhà trong năm 2024, cái năm Giáp Thìn. Xem tuổi xông đất xông nhà trong năm 2024, năm Giáp Thìn cần phải dựa vào rất nhiều yếu tố. Để đa phần là mọi người đều dựa vào cái thiên can và địa chi. Thì bằng cách lấy thiên can và địa chi của gia chủ so sánh với thiên can và địa chi của người mà muốn chọn là người xông đất ấy. Nếu mà thiên can hợp thì đó là gì? Đó là phù hợp. Còn nếu mà những người mà hợp tốt nhưng mà cũng gặp cái cục diện xung thái tuế thì chúng ta cũng không chọn nhé, không chọn, tuyệt đối không chọn. Thưa quý vị, thì ngoài ra chúng ta cũng sẽ chọn cái thiên can của năm, nó không bị xung khắc với lại gì, thiên can của người đến xông đất. Đó. Và một số người chọn kỹ hơn, ví dụ như là gì, chúng ta có những năm giáp thì những người có thiên can giáp gặp năm thì nó là tỷ kiên đúng không ạ? Ất là kiếp tài, như vậy những người có thiên can Ất, đấy, những người có thiên can Ất nhé. Ất là kiếp tài, tức là gì? Thất thoát về tiền bạc là tài lộc thì chúng ta không chọn. Thứ ba là những người gì có thiên can Bính, Bính là thiên ấn đúng không ạ? Đinh là gì? Là chính ấn, Mậu là thất sát nhé. Mậu là thất sát thì chúng ta không chọn này, đúng không ạ? Tiếp theo là gì? Chúng ta chọn cái Kỷ, Kỷ là chính quan đúng không ạ? Canh là thiên tài, Tân là chính tài, Nhâm là thực thần và Quý là thương quan. Đấy, thì chúng ta có thiên can Quý. Quý là thương quan. Đấy, so sánh với cái thiên can của năm ấy thì nó không tốt đúng không ạ? Ông Ất thì ông gặp là gì? Là kiếp tài này. Kiếp tài tức là gì? Thất thoát về tiền bạc, về tài lộc. Thứ hai là Mậu là gì? Là thất sát hay là gì? Thiên quan ấy. Thất sát. Tức là gì? Nó gây ra sự tranh đoạt về quan chức, về địa vị đúng không ạ? Thứ ba là Quý là gì? Quý là nó là gì? Thương quan. Cái thương quan này nó cũng sẽ mang lại cái sự gì không may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Bởi vậy cho nên thì khi mà chọn tuổi xông nhà người ta cũng thường là tránh những cái tuổi này ra. Thưa quý vị, thì bên cạnh đó thì những người có thiên can Ất thì quý vị biết đấy, bao gồm những tuổi sau này đúng không ạ? Ví dụ như là gì? Ất thì chúng ta có Ất Sửu 1985 này. Đây là những tuổi không lên xông đất nhá, kỵ xông đất nhá. 1985 này đúng không ạ? Và 1975 này là Ất Mão. 1975 Ất Mão này, 1965 là Ất Tỵ này, do bảng bé nhé, thì tôi sẽ đọc quý vị biết nhé. 1965 Ất Tỵ này, 1955 Ất Mùi, 1945 là Ất Dậu hoặc là 2005 đúng không ạ? Hoặc là gì? 1995 là Ất Hợi. Đó. Đó là 7 cái tuổi mà chúng ta không nên chọn về cái thiên can Ất vì gặp gì? Kiếp tài lâm vận. Kiếp tài lâm vận. Tiếp theo thì chúng ta đến thiên can Mậu đúng không ạ? Mậu thì chúng ta là thất sát. Thất sát và nó sẽ gây ra gì? Sự tranh đoạt về quyền lợi, về chức vụ và gây ra những khó khăn, những trắc trở. Luôn lúc kẻ tiểu nhân kìm hãm và gì tìm cách hãm hại. Vì vậy mà gì cái thất sát này chúng ta cũng không chọn nhé. Đó. Thất sát bao gồm những người có thiên can Mậu đúng không ạ? Mậu thì bao gồm tuổi những tuổi sau này.
Chúng ta tuổi Mậu Chí, Mậu Tý sinh năm 1948 hoặc là gì? 2008. Đó. À, tiếp theo là gì? Mậu Dần 1998, đó, Mậu Thìn 1988, Mậu Ngọ 1978 và Mậu Thân 1968, Mậu Tuất 1958 hay là 2018. Thì đó là những người có thiên can Mậu mà chúng ta không nên chọn. Tiếp theo chúng ta loại bỏ những người có thiên can là Quý. Đó, Quý là gì? Nó là thương quan. Đó, thương quan. Thương quan thì nó cũng gây ra sự trắc trở, sự cản trở, sự ngăn cản trở trong công việc. Vậy nên là gì? Chúng ta cũng không chọn cái gì? Cái thương quan nhé. Thương quan bao gồm tuổi sau này. Quý thì chúng ta sẽ có tuổi gì? Quý Sửu là 1973 này. Quý Mão là 1963, đúng không? Quý Tỵ là 1953 hay là 2013, đúng không? Quý Mùi là 2003 và Quý Dậu là 1993. Quý Hợi là 1983, đó. Đó là những người có thiên can là Quý mà chúng ta chọn. Đó là theo thiên can nhé. Còn theo quan hệ địa chi thì chúng ta sẽ có 4 tuổi bị phạm vào thái tuế, đúng không ạ? Thì chúng ta không chọn nhé. Thực ra là có 5 tuổi đấy, tuổi Thìn là trực thái tuế này. Thì những người tuổi Thìn chúng ta không chọn này. Đó. Thứ hai, Thìn và Tuất tương xung thì những người tuổi Tuất là những người tuổi xung thái tuế thì chúng ta không chọn nhé. Tiếp theo là gì? Những người tuổi Sửu thì Sửu và Thìn là cục diện tương phá, bị phá thái tuế, vậy nên chúng ta cũng không chọn. Đó. Tiếp đến là tuổi Mùi bị hình thái tuế thì chúng ta cũng sẽ không chọn tuổi Mùi. Đó. À, tiếp theo là gì? Những người tuổi Mão. Những người tuổi Mão bị gì? Lục hại thái tuế thì chúng ta cũng không chọn nhé. Đó. Đó là những tuổi mà chúng ta không nên chọn làm tuổi xung nhà. Đó. Dù tốt đến mấy thì cũng không chọn. Đó. Đó là 50 tuổi đúng không ạ? Và bây giờ ấy, thì dựa vào những cái cấm kỵ này, xung khắc này đấy, thì chúng ta đã loại ra được những tuổi cần thiết đúng không ạ? Những tuổi cần thiết để không chọn làm tuổi xung nhà, giúp cho có một năm là bình an may mắn và tài lộc dồi dào. Đó. À, thì quý vị biết đấy, chúng ta có 12 con giáp đúng không ạ? Bây giờ tôi chỉ ra tuổi xung nhà cho từng con giáp một nhé, cho được may mắn và bình an đúng không ạ? Thì chúng ta có 12 con giáp là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Đúng không? Đầu tiên chúng ta cùng xét tìm tuổi xông nhà cho những người tuổi Tý. Thì những người tuổi Tý chúng ta sẽ có những tuổi sau này. Chúng ta có giáp Tý 1984, Bính Tý 1996, Mậu Tý 1948 hay là 2008. Hoặc là gì? Canh Tý là 1960 và Nhâm Tý là 1972. Vậy thì những người tuổi Tý sẽ chọn tuổi nào? Tuổi Tý tốt nhất là nên chọn tuổi gì? Thân và tuổi Thìn. Nhưng mà tuổi Thìn bị phạm thái tuế lại bị phạm tam tai, vậy nên chúng ta không chọn nhé. Như vậy chúng ta chỉ còn tuổi Thân. Nếu mà quý vị không biết chọn tuổi nào thì cứ tuổi Thân mà chọn nhé. Cứ tuổi Thân mà chọn. Đó, tuổi Thân mà chọn sẽ được may mắn. Vì là cục diện là Thân Tý Thìn là tam hợp. Lý ra là cái tuổi Sửu cũng đẹp ấy, nhưng mà gì? Nó bị phạm vào thái tuế. Nếu không phạm được cục diện là Tý Sửu nhị hợp thì còn đẹp nữa. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét từng tuổi này. Nếu mà quý vị nhá, quý vị nhớ này, quý vị không biết chọn tuổi nào thì cứ lấy tuổi Thân. Cứ lấy tuổi Thân nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ tìm từng tuổi này. Đầu tiên là tuổi Giáp Tý. Đó. Giáp thì lấy Lộc tại Dần, lấy Sửu Mùi làm quý nhân. Thì với những người sinh năm 1984, quý vị ghi này, những người sinh năm 1984 tuổi Giáp Tý ấy, thì quý vị có thể là gì? Chọn tuổi Dần để xông nhà, đúng không ạ? Và tốt nhất là gì? 84 là ngoài được kim. Kim thì sẽ được thổ sinh cho, đúng không? Và gì? Kim là tỷ hòa. Như vậy là gì? Có thể chọn 1998, 1962. 1998 và 1962 để xông nhà nhé. Là hai tuổi này là hai tuổi tốt nhất. 1962 hoặc là gì? 1998. Đó. Và nhưng mà 1998 ấy thì nó bị gì? Bị vướng vào cái gì? Nó là gì? Mậu đúng không? Mậu thì rơi vào thất sát, nên là chúng ta không chọn tuổi này nhá. Mà ưu tiên là ông 1962 nhâm dần. Đó. Và tuổi Thân ấy, tuổi Thân là gì? Giáp Dần Sửu Mùi đúng không ạ? Còn Sửu mà Mùi thì nó phạm thái tuế, chúng ta không chọn này. Giáp Tý thì chọn tuổi tốt nhất nữa. Chúng ta có thể chọn tuổi gì? Chọn tuổi Thân. Với tuổi Thân thì quý vị có thể chọn 1992 nhâm thân nhá. 1992 nhâm thân thì sẽ là tốt nhất. Còn 1968 thì nó cũng phạm vào cái thất sát, chúng ta không chọn. Tiếp đến là 1996 là tuổi Bính Tý. Thì Bính Tý 1996 ấy, Bính Mậu lấy Lộc tại Tỵ đúng không ạ? Bính Đinh chưa cái vị lấy Dậu Hợi là quý nhân. Đấy, thì những người tuổi Bính Tý 1996 ấy thì chúng ta có thể chọn tuổi gì? 1996 Bính Tý thì chúng ta có thể chọn tuổi Tỵ nhá, để xông nhà. À xin lỗi quý vị nhé, còn thiếu một chút nữa. Là trong cái việc chọn tuổi xông nhà chúng ta cũng loại trừ cái tuổi tứ hành xung nhá. Ví dụ như là tứ hành xung thì chúng ta không chọn này. Ví dụ Tý Ngọ là chúng ta không chọn này, đúng không ạ? Những người tuổi Tý thì không chọn tuổi Ngọ, và những người tuổi Ngọ cũng không chọn tuổi Tý. Những người tuổi Sửu thì không chọn những người tuổi Mùi, và những người tuổi Mùi ngược lại cũng không chọn tuổi Tý. Những người tuổi Mão thì không chọn tuổi Dậu. Đấy, dù tốt đến đâu không chọn nhá, tuổi Dậu cũng không chọn tuổi Mão. Những người tuổi Thìn thì cũng không chọn những người tuổi Tuất, đúng không ạ? À, những người tuổi Tuất cũng không chọn những người tuổi Thìn, và cuối cùng là những người tuổi Tỵ thì không chọn những người tuổi Hợi. Đấy, và ông Hợi thì cũng không chọn tuổi Tỵ. Đấy, những người tuổi Thân thì không chọn tuổi Dần, và Dần thì cũng không nên chọn Thân. Đó. Đó là cái cặp tứ hành xung. Tứ hành xung có 6 cặp. Đó.
Tiếp theo là chúng ta cùng xét tuổi 96 đó, 96 Bính Tý nhá. 96 Bính Tý thì quý vị chọn tuổi gì? Bính Mậu lấy lộc tại Tỵ, 96 là thuộc Thủy. Thủy thì được gì? Được Kim nó sinh cho. Như vậy là gì? 96 Bính Tý thì chúng ta sẽ chọn tuổi 2001 là tuổi Tân Tỵ sẽ là tốt nhất. Đó. Hoặc là gì? Tuổi Tỵ Bính hoặc là có thể là chọn tuổi Quý Tỵ như Quý lại vướng vào gì? Cái thương quan nên chúng ta không chọn nhé. Đó. Tiếp theo là gì? Bính Tý thì chúng ta vẫn có thể chọn tuổi Thân nhé. Đấy, quý vị có chọn tuổi Nhâm Thân. Nhâm Thân, đấy, Nhâm Thân hoặc là gì? 2004, tuổi 2004 nhé, là Giáp Thân thì đều tốt cả. Đó là với tuổi Bính Tý, hai tuổi sinh nhật tốt nhất với tuổi Bính Tý. Đó là tuổi gì? 2001 Tân Tỵ và 2004 và 1992. Đó là ba tuổi. Bên cạnh đó thì nói chung ấy, tuổi Bính Tý chọn tuổi Dậu cũng được nhưng mà nó rơi vào gì? Tý Dậu là nó là tương phá, vậy nên là gì? Người ta cũng thường kiêng. Nhưng mà nếu trong trường hợp không chọn được tuổi Tỵ và tuổi tuổi Thân ấy thì quý vị cũng có thể chọn tuổi Dậu nhé. Tuổi Dậu được quý vị có thể chọn tuổi 1993 Quý Dậu là Kim này, Kim Thiên Thủy nhưng mà Quý nó lại vướng vào không được rồi. Thì quý vị cũng có thể chọn là gì? 1969 là Kỷ Dậu này, à quên. 96 là Bính Tý đúng không ạ? Bính Tý thì quý vị có thể chọn 1981. 1981 xong nhà thì được may mắn hơn, đó. Tiếp theo chúng ta xem tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Mậu Tý 1948 thì quý vị cũng có thể chọn là gì? 1948. Thì quý vị cũng có thể chọn tuổi Thân nhá. Tuổi Mậu tại Tỵ đúng không ạ? Thì quý vị cũng có thể 1948 là Mậu Tý. Mậu Tý là Hỏa, Hỏa có thể chọn 1989 xong nhà được. Đấy, 1989 xong nhà tốt. Đó. Hoặc là 2001 không được. Như vậy là gì? Tuổi 1948 thì có thể chọn 2001 hoặc là 1977. Còn 1948 mà chọn tuổi Thân ấy thì có thể là chọn tuổi 1948 Hỏa, chọn thể 1980 Canh Thân. Và gì? 1980 Canh Thân là tốt nhất. Hoặc là 2016 là Bính Thân. Đó. Như vậy là gì? À, Bính Mậu tại Tỵ, Bính Đinh Chi quý vị đến Dậu hại đồng quý nhân. Thì ngoài ra ấy, những người tuổi Tý này thì quý vị có thể chọn Mậu Tý ấy, thì có thể chọn tuổi gì? Tuổi Dậu và tuổi Hợi nhá. Thì tuổi Dậu thì nếu mà quý vị chọn tuổi Dậu, quý vị có thể chọn tuổi 2017 là Đinh Dậu này, hoặc là 1981 là Tân Dậu. Đó. Là tốt nhất. Còn tuổi chọn tuổi Hợi thì có thể chọn là gì? 2019, 1959 hoặc 2019 nhá. Thì đều được. Đó, là tốt nhất. 1947 Đinh Hợi Thổ cũng thể chọn là 2017. Đó. Tiếp theo tuổi 1960 là tuổi Canh Tý. Thì với những người tuổi Canh Tý thì chúng ta chọn tuổi nào đúng không ạ? Thì chúng ta biết Canh lấy lộc tại Thân, lấy Sửu mùi làm quý nhân. Như vậy với những người tuổi Canh Tý, tuổi tốt nhất là tuổi Thân đến xong nhà. Đấy, thì quý vị có thể là 1960 là ngũ hành đều thuộc Thổ đúng không ạ? Thổ đây quý vị có thể chọn 2016 là Bính Thân, là ngũ hành thuộc Hỏa. 2016 Bính Thân đúng không ạ? Canh Thân Sửu mùi. 2016 Bính Thân thì vừa được tam hợp lại vừa được gì? Vừa được lộc. Hoặc là quý vị cũng có thể chọn tuổi gì? Một Mộc đúng không? Mộc Thổ. Nói chung là tốt nhất là tuổi 2016 nhé. Còn nếu mà cùng lắm thì quý vị cũng có thể chọn gì? Chọn 1992 cũng được, cũng được tương sinh là tốt. À, tiếp đến là tuổi 1972. 1972 Nhâm Tý, Nhâm thì lấy lộc tại Hợi, gọi lấy Tỵ Mão là quý nhân. Như vậy với những người tuổi 1972 Nhâm Tý ấy, thì chúng ta có thể là Nhâm lộc tại Hợi này, chúng ta có thể chọn tuổi Hợi để trong nhà. 72 Nhâm Tý cũng hay thuộc Mộc đúng không? Mộc thì được Thủy sinh cho nhưng mà 1983 thì nó bị dính vào thương quan, vậy nên chúng ta cũng không chọn nhé. Và 1972 thì chúng ta có thể chọn 1959 hoặc là 2019 là tuổi Kỷ Hợi ấy, trong nhà rất là tốt. Ở bên cạnh đó thì quý vị tương sinh thì cũng được gì? Có thể chọn 2017 để xong nhà cũng được. Đó, đó là tuổi tốt đầu tiên này. Tốt thứ hai là chúng ta chọn cục diện là gì? Đến 72 Nhâm Tý, Nhâm được tuổi Hợi này, lấy Tỵ Mão làm quý nhân. Tuổi Mão thì không chọn được do bị lục hại thái tuế. À, tuổi Tỵ thì chúng ta có thể chọn tuổi nào đúng không? 1972 thuộc Mộc. Mộc thì chúng ta có thể chọn tuổi 1989 Kỷ Tỵ nhá. 1989 Kỷ Tỵ để xong nhà, đúng không? Còn 2001 ấy, thì nó bị gì? Bị khắc, vậy nên chúng ta không chọn nhé. Mà trong trường hợp quý vị muốn chọn nữa thì có thể là lấy 1977. Đó, đó là một chuỗi tuổi 1972. Đó. Bên cạnh đó thì 1972 vẫn chọn tuổi Thân nhá. Thì tốt nhất 1972 là Mộc đúng không ạ? Mộc thì được gì? Được Thủy sinh cho thì quý vị có thể chọn tuổi 1944. Tốt nhất là chọn 2004 đến xong nhà thì cũng sẽ được may mắn. Đó. Đó là xong những người tuổi Tý. À, thưa quý vị, đó là những cái tuổi xông nhà tốt nhất với những người tuổi Tý. Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho những người tuổi Tý ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhá, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để được trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119
để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Tiếp theo chương trình chúng ta dùng xét đến những người tuổi Sửu, thì xem những người tuổi Sửu sẽ chọn tuổi nào là sông nhà đúng không ạ? Tuổi Sửu là chúng ta có bộ tam hợp là Tỵ, Dậu, Sửu là tam hợp. Bên cạnh đó có Tý Sửu là nhị hợp. Đó. Như vậy là gì? Những người tuổi Sửu ấy thì có thể chọn là tuổi Tỵ này, quý vị lưu ý nhé. Chọn là tuổi Tỵ là một này, thứ hai là tuổi Dậu và thứ ba là tuổi Tý. Thì ba cái tuổi này có tuổi Tý và tuổi Dậu thì là tốt nhất, cho nên tuổi Dậu thì lại tốt hơn tuổi Tý. Đó. Vậy thì những người tuổi, bắt đầu chúng ta xét theo từng tuổi nhé, từng tuổi một của những người tuổi Sửu này. Đầu tiên là tuổi Sửu, đây là tuổi Ất Sửu 1985. 1985 Ất Sửu ấy thì Ất chúng ta lấy lộc tệ Mão, đúng không? Nhưng Mão lại bị gì? Hại thế tuế. Ất Kỷ Thử Hậu Đương lấy Tý Thân làm quý nhân, lấy Tý Thân làm quý nhân. Như vậy với những người tuổi 1985 ấy, quý vị cứ chọn tuổi Tý và tuổi Thân, đúng không? 1985 là Ất Sửu là mệnh Kim. Kim thì có thể chọn 1984 nó sông nhà này, đúng không? Hoặc là gì? Chọn 1960 này, 1960 là canh Tý. Thì nó là gì? Nó là tài tinh của năm. Vậy nên là gì? Chọn đến sông nhà sẽ rất là tốt. Quý vị nhớ nhé, 1985 này có thể chọn 1984 này, 1960 thì là tốt nhất. Tiếp theo là gì? Ất lên tuổi Mão, Ất Kỷ Thử Hợp Đương Tý Thân này. Thì ngoài ra tuổi Thân ấy thì quý vị cũng thể gì? 1985 nhâm Thân, có thể chọn 1992. 1992 nó sông nhà, hoặc là gì? Cùng lắm là chọn 2004 nhé. 2004 hoặc là 1992. Đó. Ất Sửu 1985 nữa thì có Tỵ Dậu Sửu là tam hợp. Thì với những người tuổi Sửu ấy thì chọn tuổi Ất Sửu là 1985 là mệnh Kim. Kim thì có thể chọn 1969 Kỷ Dậu là thổ lên sông nhà được, hoặc là gì? Có thể chọn là gì? 1969 thôi thì là tốt nhất. Không thì có thể chọn 1981, đó. Cùng lắm là chọn 1981. Tiếp đến những người tuổi 1985 mà chọn tuổi Tỵ thì sẽ được Tỵ Dậu Sửu tam hợp này. Thì quý vị có thể chọn gì? 1985 là ngũ hành thuộc Kim. Kim thì có thể chọn 2001 hoặc là 1977 thì là tốt nhất nhá. Quý vị nhớ nhá, 1977 2001 đó. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi 1997. 1997 là tuổi Đinh Sửu. Đinh Sửu thì sẽ chọn tuổi nào đúng không ạ? Chúng ta có Đinh Kỷ lấy lộc tại Ngọ. Như vậy những người tuổi Đinh Sửu ấy thì có thể chọn những người tuổi Ngọ. Nhưng mà Ngọ bị vướng một cục diện là gì? Là lục hại nhá, nên là chúng ta cũng hạn chế nhá. Còn nếu mà chọn tuổi Ngọ thì quý vị có thể chọn gì? 1997 Thủy đúng không ạ? Thì có thể chọn 2014 này, sông nhà tốt này, hoặc là 1966. Đó. Hoặc là cùng lắm là chọn 2022 cũng được. Đó. Tiếp đến là gì? 1997 Đinh Kỷ Đinh Bính Đinh chư kê vị lấy Dậu Hợi làm quý nhân, Dậu và Hợi. Thì ngoài cái tuổi tuổi Ngọ ấy thì chúng ta có thể chọn tuổi Dậu và tuổi Hợi để sông nhà. Thì với những người tuổi Đinh Sửu này chọn tuổi Dậu ấy, thì chúng ta nên chọn là 1997 là Thủy, đúng không ạ? Thủy thì chúng ta nên chọn 1981 thôi, chỉ chọn 1981 thôi nhé. Còn đâu nếu mà 1997 mà chọn tuổi Hợi ấy, thì chính là Thủy đúng không ạ? Thủy thì chúng ta sẽ chọn 1971 là Tân Hợi thì được tài tinh thì là tốt nhất. Bên cạnh đó cũng có thể chọn 2019 nhé, 2019 là Kỷ Hợi hoặc là 1959 thì cũng được. Tiếp đến là gì? Bính Đinh chư kê vị là Dậu Hợi làm quý nhân đó. Thì ngoài ra thì chúng ta có Sửu và Tý là nhị hợp, thì quý vị vẫn có thể chọn là những người tuổi Tý. Với những người tuổi Đinh Sửu 1997 ấy, quý vị có thể chọn 1984 sông nhà rất là tốt, hoặc là gì? 1996 đấy, chọn 1996 hoặc 1984 nhé. Đó là toàn bộ những người sông nhà tốt với những người tuổi Đinh Sửu. Tiếp theo chúng ta xem tuổi Kỷ Sửu 1949. Các bác thì Kỷ Sửu 1949 thì quý vị cũng biết là gì? Đinh Kỷ lấy lộc tại Ngọ đúng không? Thì vẫn có thể chọn tuổi Ngọ làm sông nhà. Nhưng với những người Kỷ Sửu thì chúng ta nên chọn tuổi gì? 2002 để sông nhà cũng được. Hoặc là gì? 1949 thì cũng có thể định chọn 1978 nhưng không được. Thì cùng lắm có thể chọn 1990. 1990 nhé. Một là 2002 hay là 1990. Tiếp theo là gì? Ất Kỷ Thử Hậu Đương. Đúng không? Ất Kỷ Thử Hậu Đương tức là lấy Tý và Thân làm quý nhân. Tý và Thân tức là những người tuổi Sửu ấy, thì nếu mà chọn tuổi Tý thì vừa được gì? Vừa được quý nhân lại vừa được lục hợp thì nó rất là tốt. Đấy, thì 1949 quý vị có thể chọn cái tuổi 1972 này lên sông nhà là tốt nhất. Đó. Còn đâu 1949 thực ra có cái tuổi 2008 sông nhà cũng được, nhưng mà nó lại gì? Bị vướng vào cái gì? 2008 mộng là vướng vào thất sát. Nhưng mà nếu mà các bác 1949 thì cũng có thể chọn được nhá. Chọn được nhá. Vì là gì? Không liên quan đến công việc, hầu hết là ở cái tuổi này ấy, thì mọi người đã về hưu rồi. Âm ra là xung sát trong công việc nó cũng gần như không có, thì các bác có thể chọn được, tại vì nó là gì? Nó là quý nhân thì nó cũng gì giải, nó hóa giải được nhá. Tiếp theo 1949, chúng ta chọn tuổi Thân đúng không ạ? Ất Kỷ Thổ Đương lấy Tý Thân là quý nhân. Thì tuổi Thân thì quý vị 1949 là Kỷ Sửu, là ngũ hành thuộc hỏa, có thể chọn 2016 đúng không ạ? 2016 hoặc là gì? 1980 thì đều rất là tốt. Tuổi 1949 mà chọn tuổi Dậu ấy thì có thể chọn 1981 là Tân Dậu. Đấy,
hoặc là gì 2017 là Đinh Dậu, 1957 là Đinh Dậu, 1957 và 2017 nhé, cũng đều tốt cả. Còn nếu mà chọn tuổi Tỵ, 1999 có thể chọn 1989, nếu chọn tuổi Tỵ thì quý vị chọn 1989 đó. Tiếp theo là đến tuổi 1961 là tuổi Tân Sửu. Tân Sửu thì Tân lấy lộc tại Dậu, lấy Ngọ Dần làm quý nhân. Như vậy những người tuổi Tân Sửu thì lấy tuổi Dậu xông nhà là tốt nhất. 1961 ấy, đấy, Tân Sửu, Tân lấy lộc tại Dậu mà. Thì 1961 ngũ hành được là thuộc thuộc thổ. Thổ thì sẽ được hỏa sinh cho. Như vậy với gia chủ tuổi 1961 chọn 1957 hoặc là gì 2017 để xông nhà là tốt nhất. Đó. Thứ hai là có thể chọn 1969 để xông nhà. Đó. Đó là tuổi Dậu. Tiếp đến 1961 mà chọn tuổi Tân Dậu Ngọ Dần đúng không ạ? Tân Dậu Ngọ Dần. Thì chọn tuổi Ngọ để xông nhà đúng không ạ? Thì Ngọ thì quý vị 1961 là Tân Sửu là thổ. Thì quý vị có thể chọn tuổi gì? 1990 để xông nhà nhé. 1990 là tốt nhất. Còn đâu 2002 thì nó bị khắc không tốt. Hoặc là cùng lắm là chọn được 2014 nhé. 14 thêm trong 1961. Tiếp đến là gì? Đến tuổi Tỵ đúng không ạ? Tuổi Tỵ thì 1961 là thuộc thổ. Thì quý vị có thể chọn 1977. 1977 hoặc cùng lắm là gì? Là 2001. Đó, đó là những tuổi xông nhà tốt với những người tuổi 1961. Tiếp theo chúng ta chọn đến tuổi 1973. 1973 nó là tuổi Quý Sửu. Quý Sửu thì quý lấy lộc tại Tý. Như vậy là gì? Với những người tuổi Quý Sửu 1973, tuổi xông nhà tốt nhất là những người tuổi Tý. Chúng ta có được quý lấy lộc tại Tý này thì 1973 là mộc đúng không ạ? Thì chúng ta có thể chọn 1972 hoặc là 1996 đến xông nhà thì sẽ là tốt. Nhá, chọn 1972 hoặc là 1996. Đó. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm ra những tuổi xông nhà tốt nhất cho những người tuổi Sửu, đúng không ạ? Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi Sửu ấy thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Tiếp theo chúng ta cùng xét những người tuổi Dần. Những người tuổi Dần thì cũng bao gồm 6 tuổi là Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986, Mậu Dần 1998, Canh Dần 1950 hoặc là 2010 đúng không? Và Nhâm Dần 1962. Thì đầu tiên chúng ta chọn ra tuổi 1974 Giáp Dần đúng không? Thì Giáp với lộc tại Dần. Thì những người tuổi Dần nhé cũng có thể chọn cái tuổi của mình đến xông nhà được. Nếu mình là chủ nhà thì có thể là tự xông nhà cho mình thì cũng rất là tốt. Đó. Vì sao? Vì là gì? Lại chúng ta lấy lộc luôn mà, lấy lộc luôn. Đó. Và Giáp Dần 1974 nhé, đầu tiên chọn Giáp Dần 1974 thì có thể tự chọn tuổi Dần để xông nhà. Đấy, hoặc là gì? Chọn cái ông 1962 để xông nhà cũng tốt. Đó. Giáp đến lộc tuổi Dần lấy Sửu Mùi làm quý nhân. Đó, Sửu Mùi làm quý nhân. Nhưng Sửu Mùi phạm thái tuế không chọn được. Chúng ta có gì? Dần và Hợi là lục hợp. Vị trí là những người tuổi Dần có thể chọn những người tuổi Hợi nhé. Chọn tuổi Hợi thì quý vị 1974 là ngũ hành là thuộc thủy đúng không? Giáp Dần là thủy. Chúng ta có thể chọn 1971 Tân Hợi xông nhà. Đó. Hoặc là gì? Chọn 1959 hoặc là 2019 cũng được cát lợi và may mắn. Đó. Đó. Tiếp theo là gì? Quý vị ngoài ra thì quý vị cũng thể chọn Dần Ngọ Tuất là tam hợp đúng không? Dần Ngọ Tuất, ông Tuất thì ông bị phạm thái tuế, xung thái tuế không chọn. Như vậy quý vị những người tuổi Dần 1974 ấy, thì cũng có thể chọn tuổi Ngọ được nhá. Chúng ta có 1974 mà chọn vào tuổi Ngọ ấy thì chúng ta được tuổi nào? Đúng không? 1974 Giáp Dần, chúng ta có thể chọn 1954 hoặc là 2014 là Giáp Ngọ ngũ hành của Kim. Thêm nữa là gì? Thủy thì chúng ta có thể chọn 1966 là Bính Ngọ nhé, thì cũng tốt. Quý vị cũng thể chọn được cái ông 2002 là tuổi Nhâm Ngọ. Đó. Đó. Đã được 3 tuổi này. Còn tuổi Tuất thì chúng ta không chọn được rồi. Đó. Như vậy là gì? Với những người tuổi Dần này, quý vị có thể tự xông nhà, Giáp Dần tự xông nhà được, hoặc là cho tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Đó. Còn tuyệt đối nhá, tuổi Dần không chọn tuổi Thân nhé, mặc dù tuổi Thân xông nhà rất là tốt nhưng chúng ta không chọn. Thì quý vị cũng có thể chọn được tuổi Dậu nhé. Với tuổi 1974 thì chúng ta cũng có thể chọn tuổi Dậu. Quý vị có thể chọn tuổi 1981 là Tân Dậu được. Đấy, thì tốt nhất là nên chọn tuổi 1981 thôi, hoặc là 2017 được nhá. 2017 được. Tiếp theo, chúng ta xem tuổi thứ hai là tuổi 1986 là tuổi Bính Dần. Tuổi Bính Dần ấy thì chọn tuổi nào xông nhà đúng không ạ? Bính Dần là 1986 thì Bính Mậu lấy lộc tại Tỵ. Như vậy những người tuổi Bính Dần mà muốn chọn tuổi xông nhà cho mình cứ chọn tuổi Tỵ nhá. Thì tốt nhất là tuổi gì? Tuổi 1989 là tuổi Kỷ Tỵ. 2001 thì bị khắc rồi, không được đúng không ạ? Như vậy chúng ta chọn tuổi gì? Tuổi Tỵ thì chọn tuổi 1989 đúng không ạ? Bính Đinh chưa kê vị lấy Dậu Hợi làm quý nhân, đúng không ạ? Dậu Hợi làm quý nhân. Như vậy là gì? Chúng ta với những người tuổi 86 thì chúng ta có thể chọn tuổi 2017 để xông nhà này, chọn tuổi 1981 này là Tân Dậu này. Còn là với những người tuổi Hợi thì chúng ta có thể chọn tuổi
86 Bính Dần là hỏa đúng không ạ? Thì chúng ta có thể chọn tuổi 1971 Tân Hợi Kim này, 2019, đấy 1959 2019 sẽ là tốt nhất. Cùng lắm thì quý vị có thể chọn được tuổi gì? 2007 nhé, 2007 là tuổi Đinh Hợi. Đấy 1947 2017 là Đinh Hợi. À, bên cạnh đó thì quý vị những người tuổi 86 Bính Dần ấy, thì chúng ta cũng có thể chọn tuổi Ngọ nhé để xong nhà. Đó, chọn tuổi Ngọ. Ngọ thì chúng ta có gì? Chúng ta sẽ chọn được tuổi 2002 là Nhâm Ngọ này, Mộc này, Mộc sinh hỏa tốt này. Hoặc là tuổi 1986 này, Ngọ hỏa 78 không chọn được. Như vậy là quý vị có thể chọn gì? Nói chung là tốt nhất là 2002. Chọn là ông 2002 là tốt nhất. Đó. Tiếp đến là 1998. 1998 là Mậu Dần. Mậu Dần ấy thì Mậu đấy là tuổi Tỵ đúng không? Thì cũng chọn tuổi Tỵ nhá. Nhưng Mậu Dần thì là ngũ hành là Thổ đó. Thì sẽ chọn là gì? Ông 1977 trong nhà là tốt nhất. Đó. Hoặc là gì? Cũng có thể chọn 2001 nhé. À, bên cạnh tiếp theo ấy thì Dần Ngọ, đến tuổi Ngọ trong nhà ấy, thì Thổ này, chúng ta có thể chọn được những người sinh năm 1990. Nếu chọn tuổi Ngọ thì 1998 chọn 1990. Tiếp đến là 1998 mà chọn tuổi Dần Ngọ Tuất, Dần Hợi nhị hợp, chọn tuổi Hợi đi thì chúng ta chọn được 2017 hoặc là 1947. Đó. Hoặc là gì? 1998 là ngũ hành là tục Thổ. Thổ Kim tương sinh, cùng lắm là chọn gì? 2017 nhá. 2017 hoặc là 1971. Thế thôi nhá. Tiếp đến chúng ta đến tuổi 1950. 1950 là canh Dần, canh thì lấy lộc lại thân. Nhưng mà ông Dần đúng thân là tương xung, vậy nên chúng ta không chọn tuổi thân. Đấy. Giáp Mậu Canh Ngưu Dương lấy Sửu Mùi làm quý nhân thì ông Sửu ông Mùi thì cũng bị gì? Phạm vào thái tuế, chúng ta không dùng. À, tiếp theo chúng ta xét đến cái quan hệ nhị hợp, có Dần Hợi là nhị hợp đúng không ạ? Thì với những người tuổi Dần chúng ta chọn những người tuổi Hợi thì chúng ta có thể chọn được tuổi canh Dần là thuộc Mộc. Mộc thì chúng ta cũng thể chọn được tuổi 1959 hoặc là 2019. Mộc. Mộc khắc Thổ thì quý vị có thể chọn thêm 2017 nữa nhá. 2017 nữa được cắt lợi và may mắn. Đó. Không nên chọn 1971 nhá, vì kim khắc Mộc thì nó cũng không tốt. Đó. Tiếp theo mà chọn tuổi tuổi thứ hai chúng ta chọn đó là tuổi Ngọ đúng không ạ? Thì tuổi Ngọ có 1950. 1950 là ngũ hành tương Mộc, Mộc thì được thủy sinh cho. Như vậy quý vị có thể chọn 1966 hoặc là gì? 2002 để xong nhà. Cho những người tuổi canh Dần sinh năm 1950. Đó. À, cuối cùng là chúng ta xét là những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. 1962 là Nhâm Dần, Nhâm thì lấy lộc tệ Hợi, lấy Tỵ Mão là quý nhân. Như vậy là những người tuổi Nhâm Dần ấy, thì chúng ta Nhâm này, lấy lộc tệ Hợi này. Nhâm Dần thuộc Kim, Kim thì được Thổ sinh cho. Như vậy quý vị chọn 2017 là tốt nhất. Đó. Tiếp theo là gì? Chọn những người 1971. 2017 này, 1971 này, quý vị nhớ nhé. Lấy Tỵ Mão là quý nhân. Tỵ Mão, đúng không ạ? Hợi Tỵ Mão. Mão thì phạm thái tuế, không chọn. Vậy chi là chúng ta chỉ còn tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ thì chúng ta có 1962 là Nhâm Dần đúng không ạ? Là thuộc Kim. Kim được Thổ sinh cho, vị chi là quý vị có thể chọn 1977 Đinh Tỵ hoặc là 2001 là tuổi 2001 là tuổi Tân Tỵ đó. À, như vậy là chúng ta đã vừa tìm xong những tuổi sông nhà tốt nhất đối với những người tuổi Dần. Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tăng hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ mang lại nhiều cái may mắn, tài lộc cho những người tuổi Dần. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Tiếp đến chúng ta chọn tuổi Mão. Tuổi Mão chúng ta có tuổi 1975 là tuổi Ất Mão. Đấy. 1987 là Đinh Mão, 1999 Kỷ Mão, 1951 là Tân Mão và 1963 là Quý Mão. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ xét từng tuổi nhé. Đó, tuổi đầu tiên là tuổi 1975 là tuổi Ất Mão. Thì chúng ta có Ất lấy lộc tuổi Mão. Đó. Lấy Tý thân làm quý nhân. Đó. Như vậy là gì? Những người tuổi Mão chọn tuổi Mão xong nhà thì được lộc nhưng mà gì? Nó bị phạm thái tuế vậy nên không chọn. Thì quý vị cứ chọn tuổi gì? 1975 Ất Mão lại Ất. Lấy Tý và thân làm quý nhân. Chọn Tý và thân. Đó. À, đầu tiên chọn tuổi thân nhé. Tuổi thân là tốt tuổi Tý. Vì tuổi Tý là gì? Tý Mão tương hình thì nó không tốt bằng tuổi thân. Đó. À, 1975 là ngũ hành thủy, thủy thì sẽ được gì? Mộc sinh cho. Mộc của chúng ta có 1980 thì với những người tuổi Ất Mão chúng ta có thể chọn tuổi canh thân là một. Thứ hai ấy là tuổi gì? Nhâm thân. Nhâm thân và canh thân thì sẽ tốt nhất. Bên cạnh đó quý vị cũng thể chọn 2004 nhé. Tức là với những người tuổi Ất Mão chúng ta chọn 3 tuổi. 2004 này, 1980 và 1992. Đó. Tiếp theo ấy, chọn đến tuổi Tý thì quý vị có thể chọn là gì? Mão Tý thân 1975 thì quý vị có thể chọn tuổi 1984 hoặc là gì? 1996 nhá. 1984 1996. À, tiếp theo chúng ta có quan hệ là tam hợp là Hợi Mão Mùi, Hợi Mão Mùi thì Mão chúng ta có thể chọn Hợi được để trong nhà. Hợi thì quý vị tốt nhất là chọn
Ất Mão là thủy đúng không ạ? Thủy thì chúng ta sẽ chọn kim sinh cho. Thì sẽ được tuổi 1971 là một này. 1983 thì không nên chọn này. Chúng ta có thể chọn gì? 2019 hoặc là 1959. Đấy. Đấy là những cái tuổi sông nhà tốt với những người tuổi và những người tuổi Mão. Thì ngoài ra nếu không chọn được, cùng lắm là quý vị chọn tuổi Dần và tuổi Tỵ, đúng không? Dần và Tỵ nhá. Thì nếu mà chọn tuổi Dần thì quý vị có thể 75 là Ất, Mão Tý Thân. 1975 là Thủy đúng không? Thủy thì quý vị có thể chọn 1974 sông nhà chọn được này, hoặc là 1962 này, tức là cũng tốt. Còn chọn tuổi Tỵ thì quý vị sẽ chọn tuổi 2001 là Tân Tỵ là tốt nhất. Đó. Tiếp theo chúng ta đến tuổi 1987 là tuổi Đinh Mão. Tuổi Đinh Mão thì chọn tuổi nào để sông nhà? Thì chúng ta có Đinh Kỷ lấy Lộc tại Ngọ, Bính Đinh chiêu quý vị lấy Dậu hại Lộc quý nhân. Nhưng mà Mão Dậu tương xung, vậy nên là ông Dậu chúng ta không chọn. Chúng ta chỉ có thể chọn được Hợi thôi và Ngọ, đúng không ạ? Ngọ, nếu mà chọn Ngọ thì chúng ta sẽ chọn gì? Đinh Mão là người thuộc Hỏa, Hỏa thì sẽ được Mộc sinh cho. Vậy nên là 2002 là ứng cử viên số 1, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Hỏa thì 1978 không được, đúng không ạ? Và chúng ta cùng lắm có thể chọn được gì? 1990 thôi. Như vậy là gì? Với người tuổi Đinh Mão nhé, có thể chọn 1990 hoặc là 2002 sông nhà đều rất là tốt. Tiếp theo là đến tuổi Hợi, đúng không ạ? Đinh Kỷ tại Ngọ, Bính Đinh chi quý vị lấy Dậu hại Lộc quý nhân. Thì Dậu là bị xung rồi, Dậu là bị xung với Mão, tông chọn nhé. Như vậy chúng ta chọn tuổi Hợi. Tuổi Hợi 1987 là Hỏa đúng không ạ? Hỏa là chúng ta sẽ chọn Mộc. Như vậy là gì? Chọn 1959 hoặc 2019 sông nhà sẽ là tốt nhất. Tiếp theo là gì? 1987 Đinh Mão. Là bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể chọn là tuổi 2007 nhé, là tuổi Đinh Hợi nhé. Đó. Tiếp đến chúng ta đến một tuổi 1999 là Kỷ Mão. Kỷ thì cũng lấy Lộc tại Ngọ, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể chọn những người tuổi Ngọ. 1999 Kỷ Mão là người thuộc Thổ. Thổ thì có thể chọn gì? Chọn 1990. 1990 sông nhà là tốt nhất. Bên cạnh đó thì có thể chọn 2014 được. Ất Kỷ Thiếu Đương lấy Tý Thân làm quý nhân, đúng không ạ? Như vậy đối với những người tuổi Kỷ Mão ấy, 1999 có thể chọn tuổi Tý và tuổi Thân làm quý nhân. Nếu chọn tuổi Tý thì quý vị có thể chọn tuổi Giáp Tý hoặc là tuổi gì? Tuổi Canh Tý. Giáp Tý, Canh Tý là tốt nhất. Thứ hai là gì? 1999 Kỷ Mão mà chọn tuổi Thân ấy thì cũng có thể là chọn gì? Giáp 19 Thổ này. 1999 là Thổ này, Thổ thì chúng sẽ là Hỏa sinh cho. Quý vị chọn 2016 nhá. 2016 hoặc là gì? Thổ Kim tương sinh. Đây, chọn thêm 1992, có thể chọn 2016 hoặc 1992 đối với Kỷ Mão. Tiếp đến là chúng ta đến tuổi 1951 là tuổi Tân Mão. Tân Mão thì chúng ta Tân lấy Lộc tại Dậu, lấy Ngọ Dần làm quý nhân, Ngọ Dần làm quý nhân. Đó. Như vậy thì những người tuổi Mão chúng ta có cách chọn này. Thứ nhất người tuổi Ngọ, người tuổi Dần. Dần và Ngọ đúng không ạ? Ngọ và Dần. Đó. Tiếp theo là gì? Chúng ta có Mão và Mùi là tam hợp. Hợi Mão Mùi là tam hợp, nhưng mà ông Mùi bị giống vào hình Thái Tuế. Ta không chọn nhá. Như vậy là gì? Chúng ta có tuổi Dần, Ngọ và tuổi Hợi. Với những người tuổi Tân Mão ấy thì Tân lấy Lộc tại Dậu, lấy Ngọ Dần làm quý nhân, Dậu bỏ rồi. Đúng không ạ? Mão Dậu xung bỏ rồi, lấy Ngọ và Dần làm quý nhân. Như vậy lấy đi lấy trước tuổi Ngọ thì chúng ta có tuổi nào? Mão gặp Ngọ. 51 là Tân lấy Ngọ Dần. Thì 51 là Mộc. Mộc chúng ta có thể chọn 2002 hoặc là gì? 1966 nhá. 2002 1966. Còn nếu lấy tuổi Dần ấy, tuổi Dần thì chúng ta có thể chọn là gì? 1951 là Mộc đúng không ạ? Chúng ta thể chọn 1974 hoặc là gì? 1950 hoặc là 2010. 2010 nhá, 1950, 2010 và 1974. Đó là những cái tuổi sông nhà tốt. Bên cạnh đó nếu mà chọn tuổi Hợi thì quý vị có thể chọn 1951 là tuổi 1951 là tuổi Tân Mão. Tân Mão mà chọn tuổi Hợi thì nó là Mộc. Mộc thì chúng ta có thể chọn tuổi 1959 hoặc là 2019. 1959, 2019 là tốt nhất. Đó. Đó là những người tuổi Tân Mão. Tiếp theo tuổi Quý Mão 1963. 1963 Quý Mão thì quý vị nên chọn tuổi nào? 1963 Quý Mão, chúng ta quý lấy Lộc tuổi Tý thì quý vị nên chọn tuổi Tý đúng không? Đấy, quý lấy Lộc tuổi Tý, nhâm quý xà thố tàng lấy Tỵ Mão làm quý nhân. Đấy, tuổi Tỵ. Tuổi Tý và tuổi Tỵ nhá. Như vậy với những người tuổi Quý Mão thì chúng ta chọn tuổi Tỵ này, tuổi Tý và tuổi Hợi. Đó. Với những người tuổi Tỵ thì chúng ta 63 này quý này, lấy Lộc Tý, Tỵ Mão. 1963 là ngũ hành là thuộc Kim. Kim thì chúng ta chọn 1977 trong nhà hoặc là 2001. Nhá, quý vị nhớ nhá. 1977, 2001 là tốt. Thứ hai ấy, nếu mà chọn tuổi Tý ấy, thì chúng ta sẽ chọn là gì? 1984, 1960 là tốt nhất. Đó. Còn thứ ba là chọn tuổi Mão, tuổi Hợi đúng không ạ? Tuổi Hợi thì chúng ta sẽ chọn gì? 2017, 2007 là tuổi Đinh Hợi hoặc là gì? 1971 là tuổi Tân Hợi là tốt nhất. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa tìm ra những cái người sông nhà tốt nhất đối với những người tuổi Mão. Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi Mão ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân.
Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi, giúp gia tăng thứ may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là xong tuổi Mão. Tiếp theo chúng ta đến tuổi Thìn. Như vậy chúng ta đến 1 2 3 4 5. Đấy, con giáp thứ 5 là tuổi Thìn nhé. Tuổi Thìn thì chúng ta sẽ có 4 à, 5 tuổi đúng không ạ? 1964, 1976, 1988, 2000 và 1952. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về tuổi 1964. Chúng ta biết giáp thì lấy độc tại dần. Đúng không ạ? Lấy Sửu Mùi là quý nhân, như vậy Sửu Mùi là nó bị phạm rồi, tông chọn. Như vậy là chúng ta có gì? Tuổi Dần là tốt đầu tiên. Tuổi Dần thì sẽ được lộc. Đấy, thì với một tuổi 1964 tuổi Giáp Thìn ấy thì chúng ta chọn tuổi Dần này. Giáp Thìn là tuổi Hỏa, Hỏa sẽ được gì? Mộc sinh cho. Mộc là 1950. Như vậy là quý vị 1964 có thể chọn các bác 1950 hoặc là các bé là 2010 để trong nhà. Là tốt nhất. Thứ hai ấy là có thể chọn 1986. 1986 là Bính Dần. Đó, đó là hai tuổi lộc, hai tuổi lộc nhé. Thứ hai là gì? Thìn thì chọn được Thân và Tý đúng không? Như vậy những người tuổi Thìn này có khả năng chọn nhiều tuổi nhất, vì là chọn được tuổi Dậu này, Tý này, Thân này. Với 1964 ấy, 1964 Giáp Thìn thì các bác có thể chọn tuổi 1956 hoặc là 2016 là tuổi Bính Thân này. Cũng có thể chọn được 1980 là Canh Thân này. Đó. Với chọn tuổi Dậu thì quý vị có thể chọn 2017 Đinh Dậu. Hoặc là gì? 1957 Đinh Dậu hoặc 1981 là Tân Dậu thì cũng đều tốt. Có thể chọn tuổi Tý thì được gì? Hỏa đúng không ạ? Chọn 1972 là Nhâm Tý là tốt nhất. Đó, đó là những người mà hợp với tuổi 1964 xong nhà. Tiếp theo là đến 1976. 1976 là Bính Thìn. Thì Bính Mậu tại Tỵ lấy độc tại Tỵ đúng không ạ? Bính Đinh Chi quý vị lấy Dậu Hợi làm quý nhân, Dậu và Hợi. Như vậy những người tuổi Bính Thìn ấy thì chúng ta có tuổi Tỵ này, Hợi này, Dậu, Thân, Thìn, như vậy rất nhiều tuổi. Thì chi tiết chọn như sau này. 1976 Bính Thìn là thuộc thổ. Thì quý vị có thể chọn tuổi gì? 1977 là trong nhà thì được lộc nhá. Thứ hai ấy, 1976 thì quý vị chọn tuổi nào? Tuổi Thân. Tuổi Thân thì có thể chọn 2016 này. Chọn 2016 hoặc là cùng lắm là gì? 1992 nhá. 1992. Tiếp theo đến tuổi Dậu thì quý vị có thể chọn 2017, 1957 hoặc là 1981. À không, 1993 không chọn được. 1969, 76 Bính Thìn là thổ đúng không ạ? Thì có thể chọn 1969 này, 1969 và 2017 nhé. Còn với những người tuổi Bính Thìn, Bính Mậu tại Tỵ, Bính Đinh Chi kê vị lấy Dậu Hợi đồng quý nhân thì tuổi Hợi, đấy có thể chọn tuổi Hợi là 2017. 2017 là một, thứ hai là gì? Cùng lắm là chọn 1971, thế thôi. Đó, đó là những người tuổi 76. Tiếp đến những người tuổi 1988 là tuổi Mậu Thìn. Mậu Thìn thì chọn tuổi nào trong nhà? Mậu Thìn thì chúng ta có Bính Mậu lấy độc tại Tỵ, như vậy vẫn có thể chọn tuổi Tỵ đúng không ạ? Quý vị có thể chọn Kỷ Tỵ này, chọn tuổi Kỷ Tỵ trong nhà là tốt này. Đấy, Bính Mậu tập Kỷ Tỵ đúng không ạ? Mậu Thìn, Giáp Mậu Canh Nghiêu Dương lấy Sửu Mùi làm quý nhân thì Sửu Mùi bị xung không chọn được. Như vậy là quý vị vẫn có thể chọn được tuổi gì? Với 1988 nhá, chúng ta có thể chọn tuổi 88 là ngoài thuộc Mộc. Mộc chúng ta có thể chọn Tân Dậu này, Tân Dậu 1981 này. Đó, hoặc là gì? 1980 Canh Thân. 1980 Canh Thân, 2004 là tuổi Giáp Thân. Đó, còn với tuổi Tý thì quý vị có thể chọn tuổi Mộc thì quý vị có thể chọn 1972 hoặc là 1996. Đều tốt cả. Tiếp theo đến tuổi Canh Thìn là 2000 đúng không ạ? Canh lấy độc tại Thân, lấy Sửu Mùi làm quý nhân. Như vậy là với những người tuổi Canh Thìn 2000 ấy cứ chọn tuổi Thân. Tốt nhất là những người tuổi gì? Canh Thìn là Kim. Kim thì được thổ sinh cho. Như vậy 1968 không được, như vậy chúng ta chỉ còn những người mệnh Kim. Tốt nhất là 1992. Đó. Ngoài ra là cục diện Thìn Dậu nhị hợp, quý vị có thể chọn 1969 là tuổi Kỷ Dậu nhé. 1969 là tuổi Kỷ Dậu là tốt nhất. Tiếp đến Canh Thìn đúng không ạ? Thì chúng ta có thể chọn tuổi Tý, thì chọn 1960 là Canh Tý. Canh Tý, Canh Tý thì được ngũ hành tương sinh. Thứ hai là gì? Hoặc là có thể chọn là gì? 2020. 2020 các bé Nhâm Tý này, này, à các bé Canh Tý này cũng rất là tốt. Hoặc là chọn 1984 Giáp Tý nhá. Đấy, tuổi Thìn, Canh Thìn chọn 1984 Giáp Tý. Thì 1984 Giáp Tý thì là được ngũ hành là tỷ hòa nó cũng tốt. Đấy, cuối cùng chúng ta đến tuổi 1952 là tuổi Nhâm Thìn. Thì Nhâm Thìn nên chọn tuổi nào trong nhà? Nhâm Thìn là 1952, đúng không? Nó là Nhâm Thìn, Nhâm lấy độc tại Hợi. Lấy Tỵ Mão là quý nhân. Tỵ Mão. Nhưng mà ông Mão bị vướng vào gì? Hại thế tuế không chọn nhá. Thì chúng ta có thể chọn tuổi Hợi này. Tuổi Hợi thì Nhâm Thìn 1952 cũng là thủy, thủy thì chúng ta chọn 1971 xem như là tốt nhất. Cùng lắm là chọn 2019 nhá. Đó. Tiếp đến là gì? Nhâm Hợi Tỵ đến tuổi Tỵ đúng không ạ? Thì có thể chọn là gì? Nhâm Thìn có thể chọn 2001 để xong nhà.
Tiếp theo, Nhâm Thìn 1952 ấy, thì quý vị có thể chọn tuổi Thân này, tuổi Dậu và tuổi Tý nữa nhé. Đấy, Dậu thì được nhị hợp này, Thân, Tý thì được tam hợp. Vậy nên là những người tuổi 1952 ấy, quý vị có thể chọn thêm tuổi 1952 Nhâm Thìn. Thì quý vị có thể chọn thêm tuổi nào? 1952 Nhâm Thìn, Nhâm Thìn là thuộc Thủy đúng không ạ? Thủy thì chúng ta có thể chọn 2004 này, hoặc là 1992 này. Đó. Bên cạnh đó này, thì chúng ta có thể chọn tuổi 1993, nói chung là ba tuổi này không tốt. Có thể chọn tuổi 1981 nhé, nếu là tuổi Dậu. Và cũng có thể chọn 1993 hoặc là 2005, nhưng mà nó sẽ không tốt bằng những tuổi kia. Những người tuổi Thìn có nhiều sự lựa chọn mà, tội gì chúng ta phải cố gắng đúng không ạ? Nhâm Thìn 1952 thì chọn tuổi Tý thì chúng ta sẽ được gì? Thủy đúng không ạ? Được Kim. Thì chúng ta có thể chọn 1984, 1996 hoặc là 1972 cũng được. Đó, đó là tuổi Thìn. À, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong về những con giáp sông nhà tốt nhất đối với những người tuổi Thìn. Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho những người tuổi Thìn ấy, thì trong năm quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Tiếp đến chúng ta chọn tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ thì chúng ta có 5 tuổi là gì? Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989, Tân Tỵ 2001 và Quý Tỵ là 1953 hay là 2013. Thì với những người tuổi Tỵ chúng ta sẽ chọn tuổi nào? Đúng không ạ? Tuổi Tỵ thì chúng ta sẽ chọn tuổi sau này. Đầu tiên là tuổi 1965 Ất Tỵ, Ất là tuổi Mão, Mão bị hại thế tuế ta không chọn này. Chúng ta có Tỵ Dậu Sửu là tam hợp. Như vậy là gì? Chúng ta có thể Ất Kỷ Thiếu Đương lấy Tý thân đồng quý nhân. Đúng không ạ? Thì đầu tiên để chọn lộc thì là nó là Mão không được đúng không ạ? Ất Kỷ Thiếu Đương lấy Tý thân đồng quý nhân, Tý và Thân. Tý và Thân là tốt. Những người tuổi Tỵ mà chọn những người tuổi Thân ấy thì 1965 là quan tuổi Hỏa thì có thể chọn 2016 hoặc là 1980 là tốt. À, chọn tuổi Tý thì chúng ta có 1965 thì quý vị có thể chọn 1972 Nhâm Tý xung nhà là tốt. Tiếp theo 1965 mà chọn tuổi Dậu thì quý vị có thể chọn 2017 hoặc là 1981 cũng rất là tốt. Đó, Tỵ Dậu Sửu tam hợp. Tốt. Đó, đó là những cái tuổi mà hợp với những người tuổi 1965. Tiếp theo là tuổi thứ hai là 1977 là Đinh Tỵ. Thì Đinh Kỷ lấy độc tại Ngọ, Bính Đinh chưa quý vị lấy Dậu Hợi làm quý nhân. Như vậy là những người tuổi Đinh Tỵ thì chọn được tuổi Dậu và tuổi Hợi đúng không ạ? À, tuổi Ngọ này, Đinh Kỷ lấy độc tại Ngọ. Thì tuổi Ngọ 1977 là Thổ. Thì chúng ta có thể chọn 1990 đến sông nhà là tốt nhất. À, tiếp theo chọn đến tuổi Thân, Tỵ Thân là lục hợp mà. Thì quý vị có thể chọn 2016 nhé. 2016 là tốt nhất. Còn nếu mà chọn tuổi Dậu thì quý vị có thể chọn 2017 hoặc là 1969. 1969 hoặc 2017. Đinh Tỵ 1977, Bính Đinh chưa kê vị lấy Dậu Hợi làm quý nhân. Thì tuổi Hợi thì Tỵ Hợi là tương xung của chúng ta không chọn rồi. Đó, đó là những cái tuổi tốt để xông nhà cho những người tuổi Đinh Tỵ. Tiếp đến chúng ta chọn tuổi Kỷ Tỵ 1989, Đinh Kỷ lấy độc tại Ngọ thì những người tuổi 1989 vẫn chọn tuổi Ngọ để xông nhà. Thì tuổi Ngọ thì bao gồm có quý vị có thể chọn 1966 là Bính Ngọ này. Đó, Bính Ngọ là 1966. Thứ hai là gì? Nhâm Ngọ 2002. Đó. Tiếp theo là gì? Kỷ là lấy Tý Thân, đó, Kỷ Tỵ lấy Tý Thân. Đinh Kỷ thì gọi Bính Đinh chưa quý vị thì Ất Kỷ Thiếu Đương lấy Tý Thân đồng quý nhân. Thì những người tuổi Kỷ Tỵ có thể chọn tuổi Thân và tuổi Tý, đúng không? Kỷ Tỵ cho tuổi Thân thì có thể chọn 2004 này, 2004 này. Hoặc là gì? 1980 là tốt nhất. Còn chọn tuổi Dậu nhá thì có thể là chọn 2017. À 1989. 1989 thì chọn 1981 hoặc là cùng lắm là 2017 nhé. Đó. Còn chọn tuổi Tý, đúng không? Kỷ là Ngọ Tý Thân thì chọn tuổi Tý thì là quý nhân. Thì quý vị có thể chọn 1989, chọn 1972 hoặc 1996 sẽ là tốt nhất. Đó. Tiếp theo chúng ta chọn tuổi Tân Tỵ là 2001. Thì 2001 tuổi Tân Tỵ Tân là tuổi Dậu lấy Ngọ Dần là quý nhân. Thì nó là Dậu Ngọ Dần đúng không ạ? 21, 2001 là ngoài là thuộc Kim. Kim thì sẽ được gì? Được Thổ sinh cho. Có 1969 là tốt nhất. Sau đó đến gì? 1993 thì cùng không được rồi. Như vậy chúng ta có 1969 là cùng lắm là gì? Chọn 1981. Đã Tân, Dậu, Ngọ Dần. Tân, Dậu, Ngọ Dần đúng không? Ngọ rồi này, Dậu rồi này, Thân rồi này, chúng ta chọn tuổi Dần. Thì Tân, Dậu, Ngọ Dần thì 192001 là nguyên được Kim đúng không? Kim được Thổ sinh cho. Thì quý vị chọn 1962 Nhâm Dần nhé. Tại vì cái tuổi Mậu Dần nó bị gì? Vào năm nó bị thất sát, chúng ta cũng không chọn. Đó. Đó là những người tuổi Tân Tỵ.
Tiếp đến chúng ta chọn những người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Thì 1953 Quý Tỵ thì bao gồm những tuổi sau để trong nhà này. Quý lên đầu tại Tý này, lấy gì? Quý Tý Tỵ Mão, lấy Tỵ Mão là quý nhân. Thì những người tuổi Tỵ Quý Tỵ 1953 ấy, thì quý vị cũng có thể tự xông nhà cho mình được. Tự xông nhà cho mình được nhé. Hoặc chọn những người tuổi Tỵ xông nhà. Thì Quý Tỵ 1953 nếu mà chọn tuổi xông nhà cho mình ấy, Quý Tỵ là Thủy đúng không ạ? Thì có thể chọn 1989 này là tốt nhất. Còn thứ hai là gì? Lấy đồng tại Tý thì quý vị có thể chọn gì? 1953 là Thủy. Quý vị có thể chọn 1984 hoặc là 1996 để xông nhà thì cũng sẽ được cát lợi. Tý Tỵ Mão, còn tuổi Mão thì bị gì? Hại thái tuế ta không chọn. Tiếp theo là 1953 ấy, thì có thể chọn tuổi Dậu, Tỵ Dậu Sửu đúng không ạ? 1953 mà chọn tuổi Dậu thì quý vị có thể chọn tuổi gì? Chọn tuổi 1981 là Tân Dậu. Hoặc là gì? Thủy, Mộc, Hỏa. Chọn 1981 nhé, là tốt nhất. Bên cạnh đó thì nếu chọn tuổi Thân ấy, thì quý vị có thể chọn 1992. 1992 nhâm Thân hoặc là gì? 2004 là Giáp Thân. Đều tốt cả. À, thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong những cái con giáp xông nhà tốt nhất với những gia chủ tuổi Tỵ. Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi Tỵ ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. À, tiếp theo chúng ta xét những người tuổi Ngọ. Những người tuổi Ngọ chúng ta có những cái tuổi sau này. 1954 Giáp Ngọ, 1966 là Bính Ngọ, 1978 Mậu Ngọ, 1990 là Canh Ngọ và 2002 là Nhâm Ngọ. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái tuổi Giáp Ngọ 1954. 1954 Giáp thì lấy lộc tại Dần, lấy Sửu Mùi là quý nhân. Như vậy những người tuổi Ngọ thì sẽ có thể chọn tuổi Dần này. Giáp Ngọ 1954 là thuộc Kim. Kim được thổ sinh cho thì quý vị có thể chọn gì? 1998 thì lại bị vướng vào cái thất sát rồi chúng ta không chọn. Như vậy là gì? Chúng ta có thể chọn cái tuổi là 1962 Nhâm Dần. Đó. Và gì? Dần Ngọ tốt là tam hợp, Ngọ Mùi là nhị hợp. Như vậy là ông người Ngọ rất ít tuổi để chọn đúng không ạ? Thì Giáp Ngọ thì quý vị có thể chọn thêm nhé. Nếu ngoài ra ấy, thì quý vị cũng có thể chọn thêm tuổi Tỵ nữa. 1954 này là Giáp Ngọ đúng không ạ? Thì quý vị có thể chọn tuổi gì? Giáp Mậu Canh Ngưu Dương Sửu Mùi, Ngọ Mùi nhị hợp không được. Dần Ngọ Tuất thì Tuất không được, có mỗi Dần thôi. Như vậy là 1954 này quý vị có thể chọn tuổi Tỵ ấy. Tuổi Tỵ thì quý vị có thể chọn là tuổi Đinh Tỵ 1977 hoặc là gì Tân Tỵ 2001 cũng được. Đó. À, bên cạnh đó thì tiếp theo chúng ta xem tuổi 1966 Bính Ngọ. Thì Bính Mậu đến lộc tại Tỵ, Bính Đinh chưa cái vị đúng không ạ? Thì lấy Dậu và Hợi làm quý nhân. Thì những người tuổi Bính Ngọ này, chúng ta có thể chọn tuổi gì? Thủy, chúng ta chọn 2001 đến trong nhà là tốt. Thứ hai là gì? Tuổi Dần ấy, tuổi Dần thì chúng ta có thể chọn 1962. 1962 hoặc 1974 đều được. Thứ ba ấy, Bính Mậu tại Tỵ, Bính Đinh chưa cái vị, tuổi Dậu đúng không ạ? Tuổi Dậu thì quý vị có thể chọn gì? 1966 là Bính Ngọ là Thủy, quý vị có thể chọn gì? Chọn Mộc là 1981. Đó. Tiếp theo là quý vị có thể chọn Bính Đinh chư kê vị, chư kê lấy Dậu hại đồng quý nhân. Thì quý vị có thể chọn tuổi gì? 1966. Thì quý vị có thể chọn tuổi 1971 là Tân Hợi nhé, để xông nhà được. Đó. Tiếp đến là 1978, 1978 Mậu Ngọ. Mậu thì lấy lộc tại Tỵ thì cũng có thể chọn tuổi 1989 để xông nhà này. Đấy, tốt nhất là 1989 này. Thứ hai là gì? Giáp Mậu Canh Ngưu Dương lấy Sửu Mùi đồng quý nhân thì không chọn được. Như vậy quý vị chỉ còn tuổi gì? Tuổi Dần thôi. Thì những người tuổi 1978 chọn tuổi 19 đấy mà 2001 là một, thứ hai là chọn tuổi 1978 Hỏa. Thì quý vị có thể chọn 1986 này hoặc là gì? 1950 hoặc 2010. Đó. Tiếp đến chúng ta chọn tuổi 1990. 1990 là tuổi Canh Ngọ, canh lấy lộc tại Thân thì quý vị có thể chọn tuổi Thân nhé. Đặc biệt là gì? Là ông Bính Thân này dần là tốt nhất. Bính Thân là tốt nhất. Tiếp đến là gì? Chúng ta có thể chọn tuổi Dần. Tuổi Dần này có gì? 1986 là Bính Dần là tốt nhất. Hoặc là gì? Cùng lắm là gì? 1962 là Nhâm Dần nhé. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có chọn đến những người tuổi 2002 là tuổi Nhâm Ngọ. Thì Nhâm Ngọ nên chọn tuổi nào trong nhà? Nhâm lấy lộc tại Hợi, lấy Tỵ Mão là quý nhân. Thì quý vị có thể chọn tuổi Hợi nhé. Nhâm Ngọ là 2002 là Mộc. Mộc thì chúng ta còn chọn gì? Chọn những người tuổi 2019 hoặc là 1959. Đó. Tiếp theo là 2002 Nhâm lấy lộc tại Hợi, Nhâm quý xảo tố tàng lấy Tỵ Mão là quý nhân. Mão thì không chọn được, cũng Tỵ thì chúng ta có thể chọn gì? Mộc, chúng ta để chọn 1989. 1989 đến trong nhà. Đó. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể chọn tuổi Dần nhé. Dần được tam hợp thì 2002 là Mộc đúng không ạ? Chúng ta có thể chọn 1986 này hoặc là gì? 2010 hoặc là 1950. Đó.
À, thưa quý vị, như vậy chúng ta vừa xét xong về những cái tuổi xông nhà tốt nhất đối với những người tuổi Ngọ. À, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất mang lại cái vận may suốt đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là những người tuổi Ngọ. Tiếp đến chúng ta chọn những người tuổi Mùi bao gồm tuổi 1955 này, 1967, 1979, 1991 và 2003. Thì tuổi Mùi chúng ta bao gồm tuổi sau này. Đầu tiên 1955 thì chúng ta là Ất Mùi đúng không? Ất lấy lộc tại Mão thì Mão bị phạm không chọn được đúng không? Lấy Tý Thân làm quý nhân. Như vậy những người tuổi Mùi ấy, có thể là chọn tuổi Thân và tuổi Tý làm quý nhân là tuổi trong nhà. Thì chúng ta có này, 1955 là Kim đúng không? Kim thì chọn 1992 trong nhà là tốt nhất. Thứ hai chọn tuổi Tý thì quý vị có thể chọn 1960 là canh Tý được thổ kim tương sinh và chọn tuổi 1955 này và chọn 1984 là giáp Tý nhá. Đó. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể chọn tam hợp hợi mão mùi đúng không ạ? Thì chọn tuổi hợi nhá. 1955 quý vị có thể chọn 1971 hoặc là gì 2017 để xông nhà cũng được tốt. Tuổi 1955 này quý vị cũng có thể chọn tuổi Ngọ nhá. Được Ngọ mùi nhị hợp thì quý vị có thể chọn tuổi 1990 hoặc là gì 2014. Đó cũng tốt. Tiếp theo là tuổi 1967 là tuổi Đinh Mùi. Đinh kỷ lấy lộc tại Ngọ thì quý vị cứ chọn tuổi Ngọ mà chơi. Đó. Thì có thể chọn 1966 này. Đó, hoặc là gì? 1967 là Thủy. Thủy thì có thể chọn Kim, đó là 2014. Đó. Như vậy chọn 1966 và 2014 là tức là Bính Ngọ và tuổi Giáp Ngọ đấy. Tiếp theo là gì? Bính Đinh chư kê vị lấy Dậu hợi làm quý nhân. Đấy. Thì những người tuổi 1967 Đinh Mùi ấy, thì có thể chọn tuổi Hợi để trong nhà. Thủy đúng không ạ? Thủy thì chúng ta có thể chọn là gì? Đây hai tuổi Thủy và Kim đều dính rồi. Như vậy chúng ta có thể chọn 1981 hoặc là gì 2017 nhá. Còn 1967 Đinh Mùi nhá, 1967 là Thủy đúng không ạ? Thủy thì chúng ta có thể chọn 1971 nhá, 1971 là tốt nhất, cùng lắm là chọn 2019. Tiếp đến chúng ta Bính Đinh chưa kỳ vị Dậu Hợi thì ngoài ra ấy, thì tuổi Mùi Mão Hợi ở tam hợp xong hết rồi đúng không ạ? Tiếp đến 1979 là Kỷ Mùi. Kỷ Mùi thì kỷ lấy lộc tại Ngọ thì quý vị có thể chọn 2002 nhá. 2002 trong nhà cho mình là tốt nhất. À, tiếp theo là gì? Kỷ Thừa đương lấy Tý Thân. 79 là Kỷ Mùi mà. Ất Kỷ Thừa Tý Thân. Thì ngoài ra quý vị có thể chọn tuổi Thân thì bao gồm tuổi gì? 1979 là Hỏa đúng không ạ? Chọn 1980 hoặc là 2016 cũng tốt. Tý Thân, đó, Tý thì quý vị có thể chọn tuổi 1972. 1972 nhé, là được tốt. À, tiếp đến là tuổi 1991 là tuổi Tân Mùi. Tân lấy lộc tại Dậu, lấy Ngọ dần làm quý nhân. Đó. Dậu lộc tại Dậu thì quý vị có thể là gì? 1991 quý vị có thể chọn 2017. Đó, hoặc là gì? 1969. Đó. Tiếp theo là gì? Lấy Ngọ dần làm quý nhân thì Ngọ đây, chúng ta có Ngọ mùi nhị hợp chọn 1990 hoặc là gì? 1978 không chọn được rồi, bỏ. 1990 nhá, hoặc là 2002 là mộc cũng không được. À, 1991 thì ngoài tuổi Ngọ ra chúng ta chọn tuổi Dần. Dần là gì? 1990 là Thổ đúng không ạ? Thổ thì chúng ta là Hỏa sinh cho. Như vậy chọn tuổi 1986 nhé, 1986 trong nhà cho 1991, rất là đẹp. Cuối cùng là gì? 2003 là tuổi Quý Mùi. À, Quý Mùi 2003 thì chúng ta chọn tuổi nào? Quý lấy lộc tại Tý. Vậy nên là các bạn sẽ chọn những người tuổi Tý. 2003 là Mộc đúng không? Mộc thì được Thủy sinh cho. Chọn 1996 hoặc là 1972. Ngoài ra có thể chọn tuổi gì? Tuổi Ngọ, Ngọ Mùi nhị hợp. Thì quý vị chọn 2002 này hoặc là 1966. Đó. Tiếp theo tuổi 2003 đúng không ạ? Quý Mùi cho tuổi Hợi. Mùi Hợi thì chúng ta có thể chọn tuổi gì? 2003 là Mộc. Chúng ta có thể chọn 1959 hoặc là 2019 nhé. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong về những con giáp xông nhà tốt nhất đối với những người tuổi Mùi. Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc, gia tăng thêm cái sự cát lợi cho những người tuổi Mùi thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Tiếp theo chúng ta đến tuổi Thân. Tuổi Thân thì chúng ta sẽ có tuổi là gì? Đầu tiên là chúng ta xét tuổi Giáp Thân nhé. Giáp lên lộc lại Dần. Nhưng mà Dần Thân lại là tương xung mất rồi, chúng ta không chọn. Đúng không ạ? Vậy nên là gì? Chúng ta chỉ chọn theo các cục diện khác là gì? Sửu Mùi được quý nhân thì cũng là gì? Không chọn được. Tiếp theo là gì? Đến tuổi tam hợp. Tam hợp được Tý và Thìn thì Thìn phạm thái tuế, tam tai không chọn. Như vậy chúng ta chọn là người tuổi Tý này. Thì chúng ta giáp thân là Thủy, Thủy thuộc Tý là chúng ta có thể chọn tuổi 1996 và 1984.
Đó. Tiếp đến là gì? Chọn tuổi nhị hợp thì chúng ta có thể chọn là 2001 nhé, là Tân Tỵ. Tiếp đến chọn tuổi để cho người tuổi 1956 là tuổi Bính Thân. Thì Bính Mậu tại Tỵ thì quý vị cứ chọn tuổi Tỵ. Thì Bính Thân là Hỏa đúng không ạ? Thì quý vị có thể chọn tuổi 1989, Kỷ Tỵ nó xông nhà cũng tốt, hoặc là 1977 cũng được. Thứ hai là gì? Bính Mậu tại Tỵ là Bính Đinh chưa kê vị lấy Dậu Hợi làm quý nhân. Thì những người tuổi Bính Thân ấy thì quý vị có thể là Bính Mậu tại Tỵ, Bính Đinh chưa kê vị lấy Dậu và Hợi làm quý nhân. Thì 1956 là Bính Thân là thuộc Hỏa, quý vị có thể chọn 2017 Đinh Dậu này, hoặc là gì? 1981 là Tân Dậu để được sinh nhé. Cũng có thể chọn tuổi Hợi như là gì? 1959 hoặc 2019 này, hoặc là có thể chọn tuổi Mộc, Hỏa. Hỏa thì đây không chọn được. Thì ngoài ra tuổi Bính Thân có thể chọn tuổi gì? 72 Nhâm Tý hoặc là gì? 1948 Mậu Tý thì không chọn được rồi. Như vậy chọn tuổi 72 nhé. Đó. Tiếp đến là tuổi 1968 là Mậu Thân. Mậu thì tại Tỵ, thì quý vị cũng có thể chọn tuổi Tỵ. 1968 là Hỏa đó, chọn 1968. 1968 Mậu Thân là một cái tuổi Thổ. Thổ để chọn gì? Chọn Hỏa hoặc là chọn Thổ thì quý vị chọn 1977 nhé, là tốt nhất. Tiếp đến là gì? Mậu Thân sát Mậu Canh Nhâm Dương Sửu Mùi không được, như vậy chỉ còn tuổi Tý thôi. Tuổi Tý thì quý vị có thể chọn tuổi 1968 này, có thể chọn 1960 hoặc là 2020, hoặc là chọn 1984 cũng được. Đó. Tiếp đến là chúng ta đến tuổi 1980. 1980 là Canh Thân, Canh lấy Độc tại Thân. Vậy nên là những người tuổi Canh Thân ấy có thể mời những người tuổi Thân đến xông nhà cho mình được, hoặc là gia chủ có thể tự xông nhà được nhé, tự xông nhà được. Đó. Vậy thì trong cái năm nay thì ngoài ra thì quý vị có thể chọn tuổi sau. Chọn tuổi Tý và tuổi Tỵ đúng không ạ? Tý thì Canh Thân là chúng ta có thể chọn 1972 hoặc là 1996 đến xông nhà. Còn với Canh Thân chúng ta chọn tuổi Tỵ thì Canh Thân là Mộc thì chúng ta có thể chọn 1989 đến xông nhà. Đó. Tiếp theo là 1992 là Nhâm Thân. Nhâm thì lấy Độc tại Hợi đúng không ạ? Vậy nên là gì? Thân Hợi lục hại thì chúng ta cũng không nên chọn nhé. Nhưng mà trong trường hợp này vẫn chọn được. Đó là Lộc. 1992 thì quý vị có thể chọn là gì? 2017 hoặc là gì? 1971 đến xông nhà. Là tuổi tốt đầu tiên. Chúng ta có cùng diện là thứ hai là chọn tuổi Tý đúng không ạ? Nhâm lấy Độc tại Hợi, lấy Tỵ Mão là quý nhân. Tỵ và Mão. Thì chúng ta có thể chọn tuổi nào? 1992 Nhâm Thân này thì có thể chọn Kim, Kim chọn 1960 hoặc là 2020. Đó, hoặc là 1984 đều tốt. Chọn tuổi Tỵ thì chúng ta có lấy tuổi 1977 Đinh Tỵ nhé, 1977 hoặc là 2001 đều được. Thưa quý vị, như vậy chúng ta đã vừa xét xong những con giáp xông nhà tốt nhất cho những người tuổi Thân. Đó. Và để gia tăng thêm cái vận may, gia tăng thêm cái các khí, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Thân. Ất thì lên đồng lộc tuổi Mão, như vậy Mão thì bị xung thế tuế, ta không chọn này. Đó, Ất Kỷ Thìn đương lấy Tý Thân làm quý nhân, như vậy những người tuổi Ất Dậu 1945 có thể chọn tuổi Tý và tuổi Thân. Thì tuổi Tý này, tuổi Ất Tý Thân làm quý nhân, 1945 là ngũ hành thủy đúng không ạ? Thủy thì sẽ được gì? Kim nó sinh cho. Như vậy thì quý vị có thể chọn 1984 và 1996 đều được. Thứ hai là gì? Chúng ta có Tỵ Dậu Sửu là tam hợp thì quý vị có thể chọn tuổi Tỵ nhé. Tỵ thì chúng ta có 1965 Ất Tỵ này, không chọn được này. Chọn 1989 hoặc 1977 đều tốt. Còn với nếu mà chọn tuổi Thân ấy, thì quý vị có thể chọn 1980 là Canh Thân này, hoặc là gì? 2016 là Bính Thân. Đó. Đó. Tiếp theo chúng ta đến 1957 là Đinh Dậu. Thì Đinh Kỷ lấy Độc tại Ngọ, Bính Đinh chưa kê vị lấy Dậu Hợi làm quý nhân. Như vậy những người tuổi Dậu ấy thì cũng có thể là chọn tự mình xông nhà nhé. Đinh Dậu thì có thể tự xông nhà được, hoặc là mời những người tuổi Dậu ấy, mời 2017 Đinh Dậu này, hoặc là gì 1981 là Tân Dậu xông nhà cho. Bên cạnh đó thì chọn tuổi Ngọ là Lộc thì quý vị chọn gì 1957 thì quý vị chọn 2002 hoặc là gì chọn 2002 thôi là tốt nhất. Đó. Tiếp theo là quý vị có thể chọn đến tuổi 1969. 1969 là Kỷ Dậu đúng không ạ? Kỷ lên Độc tại Ngọ thì vẫn là tuổi Ngọ, thì quý vị có thể chọn 1990 là Canh Ngọ nhé. Thổ đúng không ạ? Ất Kỷ Thìn đương lấy Tý Thân làm quý nhân. Với những người tuổi 1969 ấy, thì có thể chọn tuổi 2016 này là Bính Thân này, hoặc là gì? Mậu Tý, hoặc là 1960 là tuổi Canh Tý thì cũng là tốt. Đó. Tiếp đến là tuổi 1981. 1981 là tuổi Tân Dậu. Tân Dậu thì Tân lấy Độc tại Dậu, lấy Ngọ dần làm quý nhân thì quý vị cứ chọn tuổi Dậu xông nhà
cũng là tốt rồi. Thì với tuổi này quý vị có thể chọn tuổi 1981 để xông nhà nhé, cùng tuổi mình luôn. Bên cạnh đó, nếu mà chọn tuổi Tỵ thì quý vị được Tỵ Dậu Sửu tam hợp thì cũng chọn tuổi 1989 để xông nhà. Đó. Thứ hai là gì? 1981 Tân Dậu Ngọ Dần. Thì quý vị có thể chọn tuổi Ngọ và tuổi Dần nhé. Tuổi Dần thì quý vị có thể chọn là 1981 này là Mộc, đúng không ạ? Mộc thì quý vị có thể chọn 1950. 1950 2010 hoặc là 1974. Còn nếu chọn tuổi Ngọ thì quý vị có thể chọn tuổi 1966 hoặc là 2002. Đó. Tiếp đến là tuổi 1993. 1993 là quý Dậu, quý lấy động tại Tý. Tý thì quý vị có thể chọn tuổi Giáp Tư, à Giáp Tý 1984 hoặc là Canh Tý 1960 hoặc là 2020. À, tiếp theo là gì? 1993 quý lấy động tại Tý, lấy Tỵ Mão là quý nhân. Tỵ và Mão, Mão thì hỏng rồi, chúng ta không chọn. Như vậy còn Tỵ, Tỵ thì quý vị sẽ chọn gì? Chọn tuổi 2001 là tuổi Tân Tỵ hoặc là gì? 1977 là Đinh Tỵ. Đó, đó là những người tuổi tuổi Dậu. À, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong về những con giáp may mắn nhất xông nhà cho những người tuổi Dậu. Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi Dậu ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh ngũ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Dậu. Tiếp theo chúng ta chọn những người tuổi Tuất. Tuổi Tuất thì chúng ta sẽ có, đầu tiên chúng ta chọn tuổi xông nhà cho tuổi Giáp Tuất 1994 nhé. 1994 Giáp Tuất thì chúng ta sẽ chọn tuổi nào? Giáp lấy lộc tại Dần, lấy Sửu Mùi làm quý nhân. Sửu Mùi thì hỏng rồi đúng không ạ? Như vậy chúng ta chọn người tuổi gì? Tuổi Dần. Giáp Tuất là hỏa, hỏa sẽ được mộc sinh cho. Như vậy chúng ta sẽ chọn tuổi Bính Dần là 1986 hoặc là gì? 1950 hoặc là 2010 để xông nhà nhé. Đây 1986 hoặc là 1950, 2010 cho tuổi Giáp Tuất thì sẽ rất là tốt. Đúng không? Tiếp theo là gì? Chúng ta được Dần Ngọ Tuất là tam hợp. Thì ngoài ra quý vị cũng có thể chọn thêm tuổi Ngọ nữa. Tuổi Ngọ thì quý vị có thể chọn 2002 nhé, là tuổi Nhâm Ngọ. 2002 là tuổi Nhâm Ngọ. Đó. Hoặc là gì? 1990 là Canh Ngọ cũng được. Tuổi thứ hai chúng ta xét đó, tuổi 1946 là tuổi Bính Tuất. Thì Bính Tuất chúng ta có Bính Mậu lấy lộc tại Tỵ. Đấy thì quý vị có thể chọn ở tuổi Tỵ làm tuổi xông nhà cho mình. Bính Tuất là thuộc thổ đúng không ạ? Thì quý vị có thể chọn tuổi 1977 Đinh Tỵ là thổ hoặc là 2001 là Kim cũng được. Thứ hai là gì? Dần Ngọ Tuất là tam hợp. Thì với những người tuổi Bính Tuất, quý vị có thể chọn tuổi Dần. Đấy, chọn tuổi Dần thì 1946 có thể chọn 1986, 1986 hoặc là gì? 1962 nhé. 1986, 1962. Bên cạnh đó chọn tuổi Ngọ là chúng ta chọn tuổi nào? À, Ngọ thì chúng ta có thể chọn 1990 hoặc là 2014. Đó. Tiếp theo chúng ta chọn những người tuổi 1958 tuổi Mậu Tuất. Mậu Tuất thì Bính Mậu đến lộc tại Tỵ, cũng có thể chọn tuổi Tỵ đúng không ạ? Tỵ thì chúng ta sẽ có 1989 là tuổi Kỷ Tỵ. Thì chúng ta chọn được. À, bên cạnh đó, Tuất thì chọn tuổi Dần và Ngọ. Với tuổi Mậu Tuất 1958 ấy thì quý vị chọn 1958 là mộc đúng không ạ? Chọn 1950 hoặc là 2010 là tốt nhất. Thứ hai là có thể chọn gì? 1974 là Giáp Dần cũng là tốt nhé. Nếu mà chọn tuổi Ngọ thì quý vị có thể chọn tuổi 1958 Mậu, quý vị có thể chọn tuổi 1966 và 2002. Đó. Tiếp theo chúng ta xem tuổi 1970 là tuổi Canh Tuất. Thì Canh Tuất canh lấy lộc tại Thân, những người tuổi Canh Tuất có thể chọn tuổi Thân làm xông nhà. Đó. Canh lấy lộc tại Thân, mộc 1970 là Kim. Kim thì sẽ được thủy sinh cho, quý vị chọn 2004, 2004 này, hoa gì? 1992 để xông nhà sẽ được tốt. À, lấy Sửu Mùi làm quý nhân, canh thân Sửu Mùi mà thì không được đúng không ạ? Như vậy tuổi Canh Thân cũng vẫn chỉ chọn được tuổi Dần và tuổi Ngọ là tốt nhất đúng không ạ? Thì 1970 là Kim, Kim chúng ta có thể được thổ sinh cho thì chọn canh Ngọ 1990 hoặc là gì? À, Giáp Ngọ 2014 sẽ là tốt. Còn quý vị chọn tuổi Dần thì quý vị có thể chọn tuổi 1962 Nhâm Dần hoặc là gì? Cùng lắm là 1974 là Giáp Dần nhé. Đó. Tiếp theo chúng ta xét một tuổi 1982 là tuổi Nhâm Tuất. À, chúng ta biết Nhâm lấy lộc tại Hợi, như vậy là những người tuổi Nhâm Tuất có thể chọn những người tuổi Hợi để trong nhà đúng không? Tuổi Hợi tốt nhất là 1971 là Tân Hợi này, tốt nhất là Tân Hợi đúng không? Hoặc là 2019 là Kỷ Hợi đó. À, với những người tuổi Nhâm Tuất 1982 Nhâm lấy lộc tại Hợi, lấy Tỵ Mão là quý nhân, thì chúng ta chọn tuổi Tỵ và tuổi Mão. Tuổi Mão thì hỏng rồi đúng không ạ? Nhưng vậy còn tuổi Tỵ thì Tỵ thì nó có tuổi nào? 1982 là Thủy, được mộc thủy mộc tương sinh. À, quý vị có thể chọn tuổi 2001 nhé, 2001 là Tân Tỵ hoặc là 1989 là Kỷ Tỵ đó. À, thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa tìm ra những con giáp xông nhà tốt nhất đối với những người tuổi Tuất trong năm 2024 năm Giáp Thìn.
Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi Tuất ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Và cuối cùng chúng ta xét những người tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi thì chúng ta đầu tiên chúng ta xét tuổi 1995, Ất Hợi đúng không ạ? Ất đây là tuổi Mão, nhưng Mão lại bị hại thái tuế không chọn. Ất Kỷ Thìu đương lấy Tý Thân làm quý nhân, Tý Thân. Như vậy những người tuổi Ất Hợi 1995 ấy, chúng ta có thể chọn là tuổi Tý. Đó là tuổi 1972 nhâm Tý này. 1972 nhâm Tý và một tuổi 1960 hay là 2020 ấy, là tuổi Canh Tý. Nếu mà chọn tuổi Thân ấy thì được gì? Thân Mão Tý Thân. Thì tuổi Thân chúng ta được tuổi 1995 là Hỏa này. Chúng ta có thể chọn 2016 này hoặc là gì? 1980. Đó. Tiếp đến là gì? Chúng ta có thể chọn tuổi Dần nhé. Dần và Hợi là nhị hợp. Thì những người tuổi Hợi có thể chọn tuổi Dần này. 1995 Ất Hợi. Thì quý vị có thể chọn 1986 là Bính Dần hoặc là 2010, 1950. 1950, 2010 và 1986. Đó. Tiếp theo chúng ta xét một tuổi 1947 là Đinh Hợi. Đinh Kỷ đây lộc tại Ngọ. Như vậy những người tuổi Đinh Hợi ấy, quý vị có thể chọn tuổi Ngọ để xong nhà này. Đinh Hợi là Thổ đúng không ạ? Thổ thì chúng ta có thể chọn tuổi gì? Tuổi 1990 hoặc là tuổi 2014 đều được. Tiếp đến là gì? Hợi Mão Mùi là tam hợp thì cũng không dùng được đúng không ạ? Chúng ta Đinh Kỷ lộc tại Ngọ, Bính Đinh chư kê vị lấy Dậu Hợi làm quý nhân. Như vậy những người tuổi Hợi có thể chọn những người tuổi Hợi để xong nhà nhé. Bên cạnh đó thì có Hợi này, có Dậu này. Dậu thì chúng ta có thể chọn được tuổi 2017 là Đinh Dậu này. Hoặc là 1969 là tuổi Kỷ Dậu là tốt nhất. Bên cạnh đó quý vị có thể chọn tuổi Dần nhé. 1947 thì quý vị có thể chọn 1986 để trong nhà cũng được cắt lợi và may mắn. Đó. Tiếp đến chúng ta xét tuổi 1959. 1959 là tuổi Kỷ Hợi đúng không ạ? Kỷ lấy lộc tại Ngọ. Thì quý vị cũng có thể chọn những người tuổi Ngọ. Kỷ Hợi là gì? Là Mộc. Mộc thì có thể chọn Thủy. Thì chọn 1966 này. 1966 hoặc là 2002. Đó. Tiếp đến là gì? Ất Kỷ Thử Hậu Đương đấy, lấy Tý Thân. Thì quý vị cũng có thể chọn tuổi Tý và tuổi Thân nhé. Tuổi Tý thì các bạn sẽ chọn tuổi nào? 1959. Quý vị chọn 1996 và 1972. Còn nếu mà chọn tuổi Thân ấy, thì quý vị chọn gì? 2004 là tuổi Giáp Thân và 1980 là tuổi Canh Thân. Đó. Ngoài ra quý vị cũng có thể chọn tuổi Dần nhé. Thì có thể chọn 1950 hoặc là 1974 hoặc là 2010. 2010 là các bé tuổi Canh Dần hoặc là lớp 8. Tiếp theo chúng ta xét tuổi 1971 là Tân Hợi. Tân thì lấy lộc tại Dậu, lấy Ngọ Dần làm quý nhân. Thì Tân chúng ta có thể chọn những người tuổi Dậu làm lộc này. Thì 1971 là Kim. Kim thì chúng ta có thể chọn 1969 Thổ để xông nhà. Đó. Và 1971 Tân Hợi lấy Ngọ Dần làm quý nhân. Thì quý vị có thể chọn tuổi Ngọ này. 1971 là Kim, có thể chọn 1990 là Canh Ngọ là Thổ, Thổ sinh Kim. Hoặc là quý vị cũng có thể chọn tuổi gì? 2014 để xông nhà cũng rất là tốt. Như vậy là gì? 1971 nhé, chọn 1990, 2014. Tiếp theo là tuổi gì? Tân Dậu Ngọ Dần đúng không ạ? Đến tuổi Dần. Thì Hợi này, Hợi Dần được nhị hợp này. 1971 Tân Hợi là Kim. Kim thì quý vị có thể chọn tuổi gì? 1962 nhâm Dần để xông nhà nhé. Hoặc là các bé 2022 đấy. 2022 cũng đã 2 tuổi rồi, xông nhà được. Đó. Và cuối cùng chúng ta có tuổi 1983. 1983 là tuổi Quý Hợi. Quý thì lên lộc tuổi Tý, vậy nên những người tuổi Quý Hợi 1983 chọn tuổi Tý trong nhà sẽ là tốt. Tuổi Tý thì quý vị có thể chọn 1984, 1996 hoặc là 1972 đều được. Thứ hai là gì? Quý đúng không? Thì Hợi thì lấy gì? Quý Tý Tỵ Mão, lấy Tỵ là Mão thì cả Tỵ và Mão đều không được, tại vì Tỵ Hợi là tương xung đúng không? Mão không được. Quý vị có thể chọn thêm tuổi Dần nhé. Tuổi Dần thì quý vị có thể chọn là tuổi gì? 1983 Quý Hợi thì quý vị có thể chọn 1974 hoặc là 1962 đó. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong về những con giáp may mắn nhất để trong nhà cho những người tuổi Hợi. Và để gia tăng thêm cái cát khí, gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi Hợi ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là những tuổi trong nhà. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về tất cả từng tuổi xông nhà, chi tiết từng tuổi một. Đó. Và với câu hỏi này thì đã giải quyết được toàn bộ những đang giải đáp những thắc mắc cho quý vị khi mà chúng ta chọn tuổi xông nhà và tuổi nào chọn được, tuổi nào không chọn được. Đó.
Hy vọng là những cái thông tin mà Tử Tâm chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn về cái công việc là chọn ra những tuổi xông nhà để đầu năm được may mắn, được bình an. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.